Má nuôi 19 con chó mà không bảo vệ được mà chúng, thiệt tình thật đáng trách quá đi. Nói chung cái này hôm nay bữa nay có một cái hiện tượng gọi là nguyên cái mạng xoài nó dậy sóng vì những chú cún, riết không thấy không đâu, không đâu giống như trên mạng xã hội, thiệt tốn quá nhiều vậy mà. Chắc mấy bạn bị cuốn vô đó luôn rồi đúng không? Mà thêm cái vụ 150 con nữa, mấy 150 con đó lâu rồi, tại bạn biết thôi, tôi đi hớt tóc cho đó sát bên, đi hớt tóc sát bên cho đó luôn á. Xong rồi giờ tiệm tóc có dọn luôn rồi, chịu sao nổi, lỗ mặt bằng trả chịu im luôn, tại vì không lên mạng phốt bạn biết thôi. Chung cư nó có quy định mà sếp lôi ra tòa cho fair, nếu nghĩ mình đúng cái vấn đề phải lôi ra tòa đương nhiên rồi, nhưng mà em thấy nó cấn tùm lum chỗ hết, nó sai tè le chỗ luôn chứ mắc cái gì vác ra tòa tòa giải quyết cái chuyện đó. Em cũng là người yêu động vật, nhà em nuôi 3 con chó mà em cũng thấy nhỏ kia nó ba chấm quá. Nói chung anh cũng đồng ý con nhỏ đó luôn, anh là rất công tâm, anh nhìn nhận trên góc rất nhiều góc khía cạnh rồi, anh cũng đồng ý. Thứ nhất, như anh đã bót rồi bót đã nói mé mé rồi đó mấy em, khi nào mình lên đời mình có nhà chính đi thì mình hãy bưu quân đội, còn cái này đã gọi là tha phương cầu thực, tứ cố vô thân, còn sách theo bầy cừu nữa, khổ lắm chứ bộ. Mình có mệnh hệ gì bầy cừu đó làm sao? Cái đó là nói trên cái góc độ trước khi mình làm việc thôi, khoan nói tới chuyện đụng chạm bên này bên kia. Nói chung á, tại luật ở bên mình nó còn quá lỏng, luật ở đây nó nhiều luật nha các bạn, luật thuê nhà, tức là ở đây là cái sự đồng ý giữa gọi là đồng ý miệng giữa chủ nhà với cái người nhỏ mướn đó, mà nó nói không ai biết có không có nghe chủ nhà lên tiếng chưa? Chưa hề nghe chủ nhà lên tiếng. Nên cái luật người ta cho muốn nhà ở vậy được không? Vô được, mới vô tôi mày nuôi nuôi con hả? Cho qua chuyện, mướn được cái nhà. Xong cuối cùng đâu có chủ nhà nào mà cho đi mướn nhà rồi mở cửa coi mày cho mày ở trong đó cái gì đâu. Nên nó lỏng lẻo nhiều cái. Mày mốt bảo đảm chừng vài vài năm nữa nó ra luật chó mèo bây giờ nè. Mốt ra luật là cái gì quá là ta. Cái luật gì giống hổm hổm mới ra nè, cái gì à? Đại loại là giống như luật 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 nuôi thú cưng và trách nhiệm người nuôi thú cưng. Rồi thêm bữa nay rồi chó thả rong ngoài đường, xong rồi rồi bị dân phòng bắt hay gì đó, xong rồi khóc lóc la ó sùm, không có gì đó, cái gì hết. Cái này con chó nó vô tội nha các bạn, đó nói thú vật con chó nó vô tội, tội là tội con người. Luật lệ và contract người mướn và người chủ nhà không rõ ràng, nên lúc có chuyện đem ra phốt nhau, tóm lại luật phải rõ ràng thì chịu thôi, chứ giờ mướn nhà ở Việt Nam mà ông, chứ ông bây giờ ông đem cái xoài Mỹ nó hoàn chỉnh qua ông áp hôm này nó không đúng đâu. Thí dụ ở bên Mỹ con nhỏ đó mướn nhà nó bị bắt rồi là thấy mẹ là không được mướn nữa, ở bên đây không có, bên đây cả lộn trừ ôi đóng tiền xong hết no. Bên Mỹ hả, bị bắt rồi của nhà nha, nó kêu là cái rá địch repair đó, bị đó là tú không đi mướn nhà được luôn chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên còn cái này đã tốn quá nhiều giấy mực, cứ ồn ào lên ABC tại bị đồ hai bên binh bên chống vòng vòng như hoài á. Mấy em coi cái mạng xã hội của G7 nó không bao giờ nó có mấy cái vụ này, nó không ngồi nó lãnh nó làm cái gì đâu. Người ta nói ủa sao mày không vác ra tòa đi khùng hả mày, mà cũng không ai dám vác hết á, tại sao rành rành là sao dám vác. Vì chia sẻ với chúng tôi anh Quốc Trần, một Việt kiều Washington DC, không giấu nổi bức xúc về về chó quyền Việt Nam chưa được đánh giá cao, không dám không cao đâu, nó cao nó tùy chỗ chứ không phải là bạn nói không cao không đúng, nó có chỗ rất là cao nhưng mà có chỗ rất là thấp, nói chung nó không có đồng đều. Nó là đồ thị nè, lúc lên đỉnh nha nè, bạch xong xuống rất bạch như vậy đó. Chó thả rong bị bắt về trại chó, chủ ra lãnh về nộp phạt kha kha kha, nếu mà thả rong thôi khỏi nuôi, không trách nhiệm với chó thả rong ra đường xe cán chết sao mày. Chủ nhà vô nhà dọn hết đồ ra là không được rồi, bên Mỹ là bị bắt bỏ tù rồi, bên Mỹ cái cây khác, ông binh nhỏ ở mướn quá ha. Đồ bên Mỹ hả, tôi kêu công an tới còng đầu ông ra chứ làm gì có chuyện mà ông chiếm nhà người ta được. Nó có luật rõ ràng, không đóng tiền nhà 1 tháng gửi cho mày 2-3 cái lá đơn, mày không nhận đúng không, tao báo police vô cộng đầu mày ra, không được ra tòa tao kêu tòa xúc mày ra ở đó. Nên hai cái hành vi này nó đều như nhau, nguyên tắc ông không trả tiền nhà thì cút, chứ đừng có nói chuyện mà cút bằng cái kiểu nào thôi. Tất nhiên bên bên Mỹ sống á, người ta cho mướn nhà tao nắm luật, bởi cái chuyện mướn nhà bên 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 Mỹ nó hoàn thiện rồi, nó giống như combo vậy đó, khó ở lắm mày. Cái thằng ở mướn là thằng khổ thôi. Bao nhiêu đứa bạn kìa, bao nhiêu đứa tôi biết kìa, nó bị red repair đó, là cái bát đó địch trong cái vụ mướn nhà đó, là sau này chỉ còn ở khách sạn thôi, còn hoặc là đi 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 mướn luật sư gỡ cái đó, đủ như đúng rồi luôn. Chứ nó nói cho mà 3 ngày 10 ngày gì đó, nói chung nó nói thì theo cái luật của nó, theo quy định của nó, quy định mà khi ký contract mà mướn nhà đó, còn nếu mà không có quy định đó thì theo quy định chung của cái tiểu bang cái thành phố bạn ở.
nên gọi là cái trách nhiệm mình của mình đi mướn nhà là phải đóng tiền đó. Tụi bay đừng có chơi hồi với nói chuyện cần luật luôn nó. Còn cái vụ hoàn cảnh mình khó khăn á thì mình đưa ra mình thương lượng, ủa mình năn nỉ người ta, lúc đó là mình underdog rồi, thì dạ thưa cho qua khoan trăng, tháng này bồ báo có bầu, lỡ cho tiền nó sẽ giải quyết gì đó, thôi giờ chủ nhà cho em nợ 1 tháng đi, em cắn cỏ cặm vành, cảm ơn anh, dù gì anh cũng nhận em 1 tháng tiền cọc rồi, thì trong gọi là bad situation đó, thì nếu mà em không trả thì anh thì cũng về thôi. Anh giúp một người giống như xây 10 tháp từ đồ, ủa gì đó phù đồ gì đó, chứ còn cái chuyện mà cho mướn nhà mà trong lúc điều khoản có cho nuôi đóng con đó hay không, nếu mà ví dụ anh chủ nhà nuôi cũng được, ok nhà cho mướn mà tao trả thêm. Ví dụ bình thường một cái căn chung cư 15 triệu, bây giờ mướn nuôi cho 19 con, anh lấy thêm 19 con đó là 15 triệu nữa 30. Để cái tiền đó anh còn maintenance cái nhà nữa chứ. Tại tất cả mọi chuyện nó không rõ ràng ngay ban đầu. Thì anh mới nói trong bài boss của anh, nó vấn đề giải quyết đơn giản, cho anh trúng việc lót đi. Anh xây chung cư cho tất cả những người mà là chó trong nhà thuê luôn. Anh sẽ lấy tiền tiền nhà với tiền chó riêng. Cứ một con phụ thu nhiêu đó. Rõ ràng thoải mái vô tư đi. Thì các nhà kia người ta cũng biết, động vật lúc thì nó sủa, lúc thì nó kêu, chuyện đó không tránh khỏi, thông cảm. Mà không thông cảm cũng được nữa, tại nhà tao nuôi vụ vụ đó mà. Chứ còn đằng này á, một cái chung cư cho mướn mà nuôi vừa nhà mà nuôi vừa chó nữa, mà tiền chỉ bằng người nuôi nhà thôi, đã bất công cho chủ nhà. Ở nhà thuê mà giờ xuống cấp quá không ở được nữa, mà lỡ còn hợp đồng thuê tới năm sau thì phải làm sao anh, chủ nhà không chịu sửa sang lại, lỡ cọc 2 tháng tiền nhà tại mày gà. Hợp đồng phải ghi rõ ràng chứ, nói chuyện buồn cười mày già cái đầu rồi. Trời ơi, mà mới khen đầu mày đẹp xong. Khi mà tụi em thuê nhà trong hợp đồng phải có rồng một thòng một câu. Tôi thuê nhà tại thời điểm này, hư hao gì ông sửa trả đúng nguyên trạng, không thì ông phải đền tiền tôi để tôi mua hay gì đó. Nó phải rõ ràng chứ. Tôi thuê là thuê cái nhà này, chứ tôi không thuê thuê nhà xuống cấp. Nếu mà sau này nó hư hao cái gì đó không phải lỗi của tôi nha. Không phải lỗi của tôi thì ok, ông sửa, lỗi tôi sửa. Giống như bữa đó tôi giật nhỏ ghệ tôi nặng quá sập mẹ cái giường. Ví dụ vậy thì cái giường đó tôi làm sai tôi sửa. Còn cái máy lạnh của ông tự nhiên đang xài xong bây giờ nó hư luôn rồi. Máy lạnh âm thai ok. Mọi chuyện nó rõ ràng thôi. Nói chung mình nhìn nhận cái gì đó nó phải công bằng cho tất cả các phía, chứ không phải đứng về bên nhận định bên, ok. Vì em mới mua chung cư mà vay nợ nhiều quá anh ơi, em có 700, tiền bố mẹ cho 250 triệu, anh trai cho 100 triệu. Em vay nợ bạn bè người thân gần 600 triệu. Em hiện tại 22 triệu khá áp lực anh ơi, em biểu mày nhỏ mà mày đủ. Bị đặt sạo sạo chảnh chẹ đồ, nhỏ nhỏ bắt đi mua nhà đồ, chết ngắt. Bị dụ rồi. Thôi, kệ em đi, giờ anh không biết bình sao luôn. Một là bán nhà thoát lỗ, là gồng gánh tận hưởng, chỉ có 2 đường đó thôi. Còn ba vụ thằng nào vô chia sẻ, giờ vả quá rồi, tìm người ở ghép ưu tiên nam, bệnh sĩ trước bệnh tim. Mấy bạn trẻ mà coi coi chừng bị bệnh sĩ trước bệnh tim là mệt lắm, dính vô cái nhà xong luôn, dính vô cái xe thì xong phần nửa, dính vô cái nhà xong xong hai hai nửa. Vì mẹ bỏ con từ nhỏ bây giờ quay lại đòi bù đắp có nên nhận không chú, thì lật bài ngửa với mẹ luôn, cái mẹ bù đắp được nhiêu. Tùy tùy mẹ con chứ ai biết tình cảm mẹ có đủ lớn không, mẹ bù đắp được nhiêu mẹ. Thì nói thẳng luôn, giờ mẹ bỏ con từ nhỏ, con mẹ hết tình cảm rồi đó, chứ còn vật chất thôi à. Vật chất đủ nặng thì con suy nghĩ. Con cảm ơn chú, đây là hoàn cảnh của con, nhưng con không biết xử lý thế nào. Thì giờ con hỏi mẹ con vậy đó, bù đắp được sao mẹ. Rồi tối về tự suy nghĩ được qua mai qua hỏi tiếp. Anh nghĩ sao về tình hình kinh tế Việt Nam năm nay, cũng còn thách thức nhiều lắm em. Cũng còn căng nhiều lắm em, thấy giá đô nó nhảy cho em. Này anh biết rồi đâu phải. Thì giờ ông Trump bây giờ đường cùng rồi, phải vay nặng lãi vậy thôi, nó ngắn gọn. Mà cái ông kia cũng lợi dụng đục nước béo cò luôn, nói chung là gì gọi là high risk high return, tức là bây giờ cái cây của ông Trump nó khó đó, thì giờ cho ông mượn tiền phải cho lấy lãi cao. Cụ bên kia làm cho cụ Trump bận để không có thời gian tranh cử đúng không anh Duy? Mày tưởng cụ kia là chúa hả mày? Ủa, vậy nghe cũng tin nữa, rảnh cụ kia quyền nhiều làm được chuyện đó, cái đó là gọi là ngáo đó em. Mấy thằng mà đưa cái quan điểm đó ra là anh biết rồi, xong rồi thôi, né lẹ kiếm đường trốn á. Cụ kia có quyền quá thì sao sao fan của ông Trump chế hình mà nhốt trong trong xe xe tải đó, cột trói lại đó, không xúc cổ tù một ông đi. Rồi tối ngày cứ là mình đang ở hiền lành lắm, tại cụ kia cũng ghét cụ chơi mình thôi. Ông Trump dẫn trước ông Biden ở 6 bang chiến địa. Mà thống kê năm nào cũng vậy, anh sợ sợ mới thống kê lắm, thống kê tham khảo thôi biết vậy. Trong quá khứ có tổng thống nào có tính cách cựa tựa ông Trump không anh? Chưa từng em. Ông Trump ổng nhiều tội lắm em. Cái tội nặng nhất của ổng á là ổng không bảo vệ đệ ổng, mà để cho đệ của ổng vì ổng mà lăn xả, cuối cùng vào tù ra tội. Thằng cha kia bị tòa tiên, thằng cha kia cầm cái lo, cái vụ mà ngày 6 tháng giêng nó cầm cái lo, nhà thì nghèo bỏ mẹ,
cầm cái lo gì đây, chiến đấu cho cụ Trump, rồi xong rồi thôi tình thế đã xong, cụ Biden đã đọc gì quên này, đã tuyên bố bất lợi cho idol chúng ta, chơi khô máu thôi anh em, rồi xong, bây giờ khô máu, tò kêu 9 năm, không phải tò kêu 9 năm mà là công tố kêu 9 năm, xong rồi tò xử 7 năm, nhà còn vợ với hai con thơ, không biết cái mối tình này nó có bền lâu không nữa. Nhưng mà ông Trump ổng không hề có một động thái nào để bảo vệ người đó hết. Mà họ ổng luôn kêu người ta là họ hành động vì yêu nước. Họ là những anh hùng patriot thật sự. Thì bây giờ ít ra đó, ví dụ mình nói ra thì nó vướng. Thôi kệ, nó kêu vợ ở nhà em chuyển cho nó 1 triệu đi, lo cho hai đứa nhỏ với bà kia, đợi tới ngày này ra khỏi tù chúng ta phục thù đồ, ví dụ như vậy. Lúc thì nói mình là 9 tỷ, lúc thì nói mình 6 tỷ. Nhưng mà rất là nhiều người đã từng lăn xả đi theo ổng. Nhưng mà kết quả giờ nát bét. Nên anh không biết là cảm nghĩ những cái người mà giờ bị tuyên án thì họ làm sao. Cái đó gọi là ăn cơm nhà đi vác tù vào quốc gia đó. Sao không được gì thì trách ông Trump nhỉ. Mà đi chiến đấu cho ổng mà. Ổng biết chủ đó mà, đâu phải biết đâu. Thí dụ như mà em mua vé số, em cầu trúng đi thì ông Trump không biết. Tại vì không liên quan tới ổng. Còn cái vụ ngày 16 tháng Giêng, vụ đó rất là lớn mà, em bị ngáo tin nè. Thí dụ lỡ sai rồi thì giờ không còn phải hết. Những người ta bị án vậy đó, gia đình người ta còn con với vợ, sau này đi ra tù một cái, một vợ nó bỏ con nó đi chích, có phải nát mẹ nó nguyên gia đình không? Nó lớn ảnh hưởng tới nó tới một đời người và tới mấy thế hệ nữa. Nên bây giờ cái làm được thì có nhiều cách. Một á là kiếm nào đó gỡ nhẹ nhẹ chút, lót tay 1 triệu để cho tụi nhỏ vẫn yên tâm ăn học, rồi bà vợ vẫn yên tâm mà để gọi là một đi làm xong rồi chăm sóc đứa con, đợi ngày chồng về. Chứ nhà người ta có khá đâu mấy, khá đâu má. Cũng hoàn cảnh, nói về thân phận cùng khổ cũng hoàn cảnh, phải không? Bây giờ anh kể nè, ông này là ăn cơm nhà đi vác tù vào quốc gia đúng không? Rồi bây giờ quốc gia cho ăn cơm miễn phí luôn. Rồi xong rồi cũng một hình ảnh khác, những người lao công, những người lao động trên cái cầu bị gãy, bị sập. Những người đó được người dân địa phương người ta quyên tiền cho con cái, vợ con sau này người ta sống. Chưa cần tới chính phủ luôn. Tại vì người dân nó suy nghĩ rằng, thứ nhất đó là sự thương hại, thứ hai là họ đã làm lao công, họ làm đẹp cho cái cầu, họ bảo vệ cái cầu mà không xui sao cái cầu nó bị gãy, dẫn tới họ bị ra đi mãi mãi không quay về, gọi là go away đó. Và bây giờ người ta đồ này để cho gia đình người ta tiếp tục sống, tình người nó phải thế chứ. Bản thân lăn xả không vì tiền, không nghĩ cho gia đình, giờ thì trách ai nhỉ, yêu cầu gì nhỉ, thì cái đó là em nói về chết mẹ gia đình đó luôn rồi bạn gì nữa. Anh nói trên góc độ tình người, góc độ nhân tình thế thái. Tức là cái vụ đó nó không nhiều, bắt thì bắt gần một, tức là truy tố là gần 1.000 người, nhưng mà bây giờ tuyên án lai rai mới có vài người à. Thì bây giờ ông Trump tỷ phú mà, nếu mà em làm được cái việc đó thì em nói thiệt, người ta còn sống chết nữa. Chứ nếu mà còn, nếu em nói thì thôi, con cha đó sai hết, ông ăn cho đủ thôi, kệ mẹ nhà nó xong luôn rồi. Em nghĩ là người vợ có chờ người chồng 7 năm không? Mà chưa chắc yên nữa, hàng xóm nó chửi tối ngày nữa chứ đừng nói. Trời ơi trời, hôm nay mấy em còn nhỏ chưa ra đời, nó nhiều cái lắm. Nhưng Trump dám nói dám làm hơn cụ phe xanh anh Duy. Dám làm dữ chưa? Hả? Không dám làm dữ chưa mày? Nếu mà ngày xưa dám làm cái duy nhất á, thất cử của anh ở 3 năm. Anh, nếu mà anh là vậy, tại vì ông Trump cũng từng nói ổng thua Biden là ổng đi khỏi nước Mỹ. Thì nếu mà anh là ổng á thì anh sẽ đi khỏi Mỹ 3 năm. Năm thứ tư anh về anh gỡ. Em hay đá bóng mình là tập gym sao vậy hả anh ha? Rồi qua bên THL gym đi anh chỉ cho tập em. Ông Trump vay lãi cao, công ty bảo hiểm nộp 175 triệu đô hả anh? Vô thế đó em. Vô thế rồi, không khác được. Gì dự báo GDP 2035 của TV top 1 thế giới, đại chiến lược vành đai con đường thật là vĩ đại. Cảm ơn. Mày ủng hộ đi nha con. Mày ủng hộ giấc mơ đó không thành sự thật đâu. Đại giáo chủ Iran nói đã cảnh báo cho Nga về việc ISIS hành sự ở nhà hát, nhưng Nga vẫn khăng khăng là Ukraine làm. Haha, what a joke. Không phải thế, nó phải vậy em. Em phải hiểu cái thế nó là vậy. Nó thế là mượn nước để thuyền. Nước mà nó chưa xuôi dòng thì mình bẻ cho nó xuôi dòng, đó là thế nha. Không có gì phải có nó khó hiểu cả, chuyện đó rất là dễ hiểu. Giống giờ phàm mọi sự trên đời thất bại tại trần. Buôn bán nông sản cho Trung Quốc có ảnh hưởng bởi chính trị không anh? Mày buôn bán con gà cũng bị ảnh hưởng đó em ơi. Nói chung là làm ăn với Trung Quốc phải be careful. NATO chỉ có Pháp làm men khi đưa quân tới UK phải không anh Duy không? Tao chưa giờ thấy Pháp làm men hết. Cuộc đời anh chưa giờ thấy Pháp làm men hết đó em. Vẫn chịu. Vụ khủng bố ở Nga chắc có tay của Mỹ rồi anh. Em tìm được chứng cứ rồi xong em làm đơn kiện Mỹ tòa án quốc tế xuất quần đó cho anh nha. Do Thái giết 32 ca người Bảo Thai
Rồi anh khi nào Do Thái dừng tay theo lệnh của Liên Hiệp Quốc anh Duy? Tao không biết mày ơi, tao không biết khi nào Do Thái dừng tay, nghe mày qua mày email mày kêu Do Thái dừng tay đi. Anh đâu đủ tầm đó đâu. Sao không ai đứng ra can vụ Do Thái với anh? Con Mỹ can nó can nổi đâu. Mày can, ví dụ như bây giờ em đứng ra em can Do Thái, em cũng đâu có thể nào đem 700, 700 người Do Thái bị thổ phỉ nó ngồi nó giết, người ta sống lại, đúng không? Chuyện đó em không làm được thì cái bỏ câm hết. Đó, cái lý Do Thái nằm ở chỗ đó đó. Bây giờ ai mà chọc vô chuyện Do Thái nó lấy cái lý đó ra. Nó nói một phát một không ai cãi được câu nào luôn. Một bộ phận trổ Palestine cũng support và ủng hộ Hamas không hẳn là vô tội, bị vậy cũng đáng. Thí dụ như em nói câu con thôi cãi đi, giờ đừng nói câu bị gì cũng đáng, nó chửi em ơi. Nó không phải nói là ừ, anh đồng ý cái em dừng là cái chỗ là không hẳn là vô tội. Đó, cái đó đúng. Trong đó nó có vô tội và nó có tội luôn. Nó tập trung lại rất là phức tạp. Vì Triều Tiên đem tên lửa ra bắn dữ quá. Bây giờ em coi trái tên lửa bắn chơi về như thùng mì mấy em. Tại sao Ấn Độ nhìn vậy mà lĩnh vực IT đỉnh nhất thế giới với anh? Thì làm mướn đông đỉnh thôi chứ có khỉ gì mày? Lạ như nào? Thì giờ đi làm công nhiều quá đỉnh. Chứ đâu phải là chứ đâu phải là người người Ấn Độ người ta ngồi người ta bẻ ra IT cho thế giới. No. Mà người Ấn Độ người ta đi làm công nhiều thì người ta đâm ra ngành IT họ thịnh. Giống như nhắc tới người Ấn Độ người ta làm thì 10 người ta hết 3-4 người ta làm IT rồi. À, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết nước này kiểm soát thêm được 43 lãnh thổ của Ukraine và đẩy Ukraine phía Tây. Cái news này anh có đọc rồi. Iran đánh lãnh sự quán gì? Israel đánh lãnh sự quán Iran là sao vậy anh? Anh không biết đấy, em mà đọc tin anh thấy là nã vô khu vực gần đó hay là nã vô đó gì đó, anh không biết. Nói chung mấy tin là tin nhỏ, anh không quan tâm đâu. Mấy chuyện bên Trung Đông, mấy chuyện đó chuyện nhỏ, mấy chuyện lớn. Thì chỉ biết vậy thôi. Iran có hạt nhãn đụng vô cũng rén một phần đó anh Duy. Mày qua mày trả thù cho ông tướng đi coi rén không? Có ông tướng nào đó mấy em? Anh quên rồi, anh già lẩm cẩm rồi. Cái gì à, cụ phe đỏ được bảo lãnh 175 triệu rồi à, ngon quá anh Duy ơi. Ngon chỗ nào, giả sử cho mày được bảo lãnh 175 triệu đi chăng nữa thì cũng ra tòa xử xong cũng phải đóng tiền thôi. Chứ đâu phải mày trắng án đâu ngon. Ủa sao không có, anh thấy không có ngon chỗ nào á, chỉ có một cái là đỡ bị xiết nhà thôi. Theo anh Mỹ còn phát triển được bao nhiêu lâu nữa anh? Chừng nào nhân tài Trung Quốc không qua Mỹ nữa thì Mỹ chết. Còn bây giờ nhân tài Trung Quốc qua phụng sự cho Mỹ đế hoài, Mỹ sao kém phát triển được em? Trời ơi, em chưa biết lễ hội đua ghe ngò bên Mexico hả? Mình phải biết tới cái lễ hội đo nghe đua ghe ngò bên Mexico đi thì mình mới có đủ đẳng cấp mà nói chuyện thế giới. Còn không thì lo đi kiếm tiền để sửa tên cái bưu điện có tên mình cho nó đi, thay vì tên công chủ phòng trọ. Tối ngày Mỹ Trung Quốc không mẹ cái hệ lễ hội đua ghe ngò gọi là rầm trời ở gọi là cái cafe đấy anh mà không biết. Sao người Việt mình bên Mỹ mạnh neo vậy ta? Không biết cái này thì dành thôi. Thì người Việt có đôi bàn tay khéo léo này nọ làm nghệ thuật mấy em, vẽ vời đồ thì ta làm được này. Ở Mỹ một tháng lương bao nhiêu đô mới chi tiêu thoải mái anh? Thôi đó không trả lời được mẹ. Ví dụ như cỡ tụi mày chắc 3.000. Nếu mà giờ cho tụi em đổi cái nhà, đổi cái cuộc sống em đang ở và em giàu em đi qua Mỹ thì em làm một cái tương đương, cứ cho mày làm công nhân được đi 3.000 hết cỡ, còn đẹp trai mày dẻo dẻo xíu cạo neo 5.000 rồi đó vậy đi. Và em chỉ nhìn đó thôi chứ em không thể nào nhìn được cái mức người ta có 10.000, nên em không thể nào em hỏi được là bao nhiêu mới dễ thở, bao nhiêu thở cũng được hết á, hiểu không? Mà quan trọng cuộc sống mình là gì. Thí dụ như em sống trong khu người Việt, sáng đi làm tối về nhà thì 3.000 sống khỏe. Còn em mà đi khám phá Mỹ đế đồ, đi chu du thiên hạ giống như anh đồ thì 5.000 xong khó chứ thôi. Anh nghĩ người đồng tính thích qua Mỹ vì Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính phải không anh? Giờ Thái Lan cũng chấp nhận kìa, còn Mỹ tụi ba ông Trump thì ông ghét cực kỳ luôn nhé. Vì tin tặc TV lập trương một MAGA để giả bộ bôi nhọ tổng thống Biden phá hoại một cuộc Mỹ, điều đó chứng tỏ là Biden chống TV hơn cuộc 45 mà 45 từng nói là tốt. Sở dĩ người Việt ở Mỹ khoái Trump vì nghe những lời đường mật của cụ Trump nói đã tai phải không anh? Cụ Trump mà nói đường mật, cụ Trump là cụ nói bao sóc luôn cho đường mật cái gì, đúng không? Mà thường thường á là khi nói sóc người ta thích, nó nói sóc là người ta thích mèo. Mà người ta đây đóng hoặc kép mở hoặc kép cho người ta nào đó. New Jersey có 14 phiếu, bang nhỏ nhưng rất ảnh hưởng tới chính trường Mỹ đế. Thì 14 phiếu của mày cũng đứng sau Pennsylvania, đứng sau New York, đứng sau Florida, đứng sau Texas, đứng sau cả đống ý kiến gì con, đứng sau Georgia nữa. Tao cũng hiểu mày gáy chỗ nào luôn, nếu mày gáy hoài vậy. Ở đây đâu có ai đam New Jersey của mày đâu, mày đâu cần đứng ra thanh minh đâu Hiền Nguyễn, đúng không? Đúng không? Mà anh chỉ nói em nè, em sống ở New Jersey thì em đừng làm mất mặt dân New Jersey. Cái lương của một kỹ sư cùi bên đó là 104.000, hôm qua anh sạch rồi. Thì mày đang 70 đó, mày phải đấu lên 104 đi rồi gáy sao? Bang New Jersey bao nhiêu phiếu anh? I don't care. Muốn lên mạng tìm thôi chứ care làm gì, nó bao nhiêu phiếu. Cái bang nó có gì hot đâu. Nói chung á là gọi là trong bầu cử Mỹ người ta bàn tới mấy bang hot. Người ta không bàn với mấy bang nằm im. Nằm im bàn gì?
Báo Mỹ nói cụ gì phe đỏ thì thắng ở Michigan với Wisconsin hơn cụ phe xanh. Cụ ngon rồi anh Duy ơi. Ủa, mẹ báo nói ngon, năm ngoái cụ ăn rồi mẹ ơi. Năm ngoái tao coi báo toàn nói cụ ăn không tâm bằng sớm. Xong cuối cùng bị lật xe. Dạo này nhiều kinh cuộc sống Mỹ quá. Mà đã là số tàn toàn là cu ly không. Ăn không đủ qua Mỹ khổ tàn là gì không. Thì tao kiếm thêm cái than gì đó nó mới ra tiền mày ơi. Mày tin cái mỏ tụi nó. Nói chung á giờ phàm làm tóc tóc cơ thì một là vì tiền, hai là vì quyền lực ngáo. Người lực ngáo là gì? Tức là ở kinh ta có mấy mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy subscribe đồ nọ, ta đây idol, các kiểu đồ, nổi tiếng đồ. Mình đi ra sân bay chắc người tặng bông đồ dạng vậy. Nên em phải hiểu cái đó đi, ta khỏi nói nhiều. Nghe thì nghe, không nghe thì nấp. Chứ không cần phải ngồi nó lên án mà cũng chả cần phải ngồi đó cổ súy gì cả. Tại vì vốn mạng xã hội nó là đống rác rồi, thượng vàng hạ cám trên đó. Ai răng bây giờ vẫn gì? Có rén ít riêu không anh? Rén thấy bà chứ sao không rén? Ông ít yêu chơi vô thế sốc. Bây giờ là vô răng khó, ai răng khó đánh lắm. Một đánh cũng dở mà không đánh thì nhục. Nên không biết như thế nào đây. Nghe nói đai hai ông tướng đâu phải chuyện nhỏ đâu mấy em. Trời ơi, cái này mà đụng người Mỹ một cái là xanh mặt. Dân số già của Trung Quốc, một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang diễn ra đối với TCB. Rõ ràng bên Trung Quốc vấn đề, một vấn đề dân số già là một trong vấn đề rất nặng của Trung Quốc. Một hồi có vài đứa sờ tu bi vô nói Nhật cũng là dân số già kìa. Nhật lên số già là đúng, Nhật là dân số già là đúng, không có sai. Nhưng mà mấy em nói, mấy em cà khịa Nhật dân số già là nội công mấy em còn yếu. Mấy em được đúng điểm đầu mà không đúng điểm sau. Điểm sau mất điểm ghê. Hàn Quốc dân số già luôn, đúng hết đó. Nói chung á, không có thằng nước phát triển nào mà dân số trẻ hết đó. Tại sao? Tại nó phát triển nó sợ đẻ ông ơi. Nó sợ đẻ lắm. Bên Mỹ cũng vậy thôi à. Bên Mỹ người ta cũng sợ đẻ lắm. Nhưng mà bên Mỹ bây giờ phải mướn mấy bạn mễ vô đẻ giùm. Mấy bạn mễ ở nhà không gồng nó đẻ quá trời quá đất. Có người 7, 8 đứa con nữa mà chưa cứu nổi Mỹ đó mấy em. Mà không sao, có Trung Quốc đu tường qua cứu. Nên cái chuyện á, phát triển là già là đúng. Nhưng mà chưa phát triển già mới là đau. Đó, nên cái sự phát dân số già của Trung Quốc với Nhật hoàn toàn là khác nhau. Nếu mà dân số Nhật già có đông lào cứu, nhưng mà gọi là dân số Trung Quốc mà già đó là kêu lại ta son sonet gì son bảy sao. Việt Nam dân số còn phát triển không anh? Bao phát triển luôn. Nói chung giờ đỡ á, phát triển thì nếu mà so với nước khác thì còn phát triển, nhưng mà so với Việt Nam giai đoạn trước thì hết rồi. Tại vì bây giờ tuổi trẻ bắt đầu có dấu hiệu sợ đẻ, sợ lấy chồng rồi đó. Thì đúng thôi, xã hội nó phát triển tới nguyên tới tới đây là chắc chắn nó phải làm vậy. Chứ không thể nào mà cắm đầu đèn nhỏ vợ ra đẻ miết được, không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó chỉ còn trong dĩ vãng thôi. Và chỉ có thể còn ở trong vùng xa xôi nữa đó thôi. Vùng ngoài ô, tôi có căn nhà tranh đâu này nọ.